Các nhà khoa học từ cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu và Tổ chức Khí tượng Thế giới đã xác nhận rằng tháng 7 vừa qua, trái đất trải qua 3 tuần nóng kỷ lục. Nhiệt độ trung bình trong 23 ngày đầu tiên của tháng này đạt mức 16,95 độ C, cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đó là 16,63 độ C, được thiết lập vào tháng 7 năm 2019. Thậm chí, nhiều nhà khoa học cho rằng đây là nhiệt độ ở mức cao nhất mà hành tinh của chúng ta từng trải qua trong ít nhất 120.000 năm. Nhận định này được dựa trên trích xuất dữ liệu về khí hậu từ vòng cây, dạn san hô và lõi trầm tích biển sâu. Samantha Burgess, phó giám đốc Copernicus, cho biết đây là nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử loài người. Và theo số liệu của cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus, 2023 có thể là năm nóng nhất lịch sử. Ở Mỹ, cơ quan thời tiết quốc gia NWS đã cảnh báo hơn 50 triệu người ở miền Nam phải đối mặt với thời tiết cực đoan. Đợt nắng nóng nguy hiểm xảy ra khắp California, Texas và Florida, với nhiệt độ dự báo lên tới xấp xỉ 45 độ C. Sự tăng nhiệt độ này còn gây ra nguy cơ lũ quét khi làm tan lớp băng tuyết từ dãy núi Sierra Nevada. Ở Địa Trung Hải, hơn 40 người đã thiệt mạng do cháy rừng hoành hành khắp khu vực, cũng là hệ quả của nền nhiệt độ tăng cao. Châu Á không tránh khỏi đợt nắng nóng kéo dài gây ra nhiều tổn thất về sinh mạng và an ninh lương thực. Samantha Burgess cũng nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang gây ra những tác động nghiêm trọng đối với môi trường và cuộc sống trên hành tinh. Các biện pháp ứng phó và giảm thiểu biến đổi khí hậu cần được thực hiện mạnh mẽ để bảo vệ trái đất và đảm bảo tương lai bền vững cho loài người.